súp hơi bát 50 anh em nhá. Lưới TVK 18m. Với quả súp này thì hiện tại em đang test remix trên bộ quỳnh này và của nhà bác khách rồi anh em nhá. Thực tế lắp đặt tại nhà anh em để cho anh em có thể lấy. Rất mạnh với con súp này. Một dòng súp bát 50 từ 220 coi 100, hàng nhập khẩu nguyên con, thương hiệu của lưới cao gôn tích anh em nhé. Với dòng này thì em đã có những cái video rất là chi tiết cụ thể cho anh em về cái chiếc súp này rồi, mở nội thất và đây nó là hàng nhập khẩu nguyên con người anh em nhé. Đi vào gần thì anh em thể thấy trực tiếp luôn những cái tay sách hai bên và sơn sẽ là sơn dần cát anh em nhé. Đấy, sơn sẽ là sơn dần cát, một trong những lớp sơn mà em đã giới thiệu từ tất cả anh em trên dòng của lưới cao gôn tích, chống xước, chống bụi, chống nước của nó rất là tốt. Ê căng thì dạng chìm anh em nhé, mắt ốc gen chìm trong thành tùng, tạo cho thêm một chiếc súp nó rất là mượt và đẹp. Những cái lớp ê căng thì rất dày dẫn cho anh em chắc chắn. Đấy, chắc chắn luôn, anh em nhìn thấy nó rất là đẹp luôn đúng không ạ? Cái kết nối, cái thiết kế của nó rất là đẹp cho anh em có thể chơi. Đấy, logo lưới cao gôn tích ở giữa luôn, phía dưới. Đấy, cả chắc chắn. Thùng vách thì rất là dày và chắc chắn luôn anh em nhé. Đấy, thoải mái cho anh em. Trên này thì nó có những cái để cắm chân sông kinh cho anh em, những cái gen xoắn anh em nhé, mà em đã giới thiệu với tất cả anh em rồi. Con này thì nếu anh em phòng chơi gia đình tầm khoảng 40m2 trở lại, anh em có thể sử dụng chiếc súp này. Đấy, là anh em có thể sử dụng đánh ngon luôn, căng luôn anh em nhé. Hàng nhập khẩu nguyên con, nó rất là chắc chắn. Và nó đặc biệt ở những cái lớp sơn này anh em thì nhìn thấy, những cái lớp sơn này nó rất là đẹp, sơn sần cát anh em nhé. Đấy, rất thiết kế, rất là thông minh, rất là khoa học cho anh em luôn. Đấy, anh em nhìn thấy có thể rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp luôn anh em nhé. Anh em chơi sự kiện cũng có thể dùng những cặp loa súp đơn này để di chuyển vận chuyển rất dễ. Và con này thì ở dưới nó có chân cao su và anh em cũng có thể bắt thêm bánh xe anh em nhé, có thể tháo ra để lắp bánh xe. Em đã có những cái video rất là cụ thể cho anh em rồi để cho anh em có thể thử và sử dụng. Đấy, cực kỳ mượt luôn anh em nhé. Đấy, đẹp không anh em? Sơn sần cát, bát từ 220-100. Với những chiếc này thì lưu ý tất cả anh em là giá hiện tại bên em đang bán là 8 triệu đồng trên một chiếc và 16 triệu đồng trên một cặp. Nó là hàng nhập khẩu anh em nhé, nhập khẩu nguyên con. Mình nhấn mạnh lại từ tất cả anh em, từ tất cả thiết kế là nhập. Nhiều anh em hỏi bán loa rời hay thùng rời không thì không có đâu anh em nhé, tất cả đều hàng nhập nguyên con. Đấy, nhập về như nào thì nó là nguyên như này. Đấy, chứ nó không phải là hàng gióng hàng ráp cho anh em, cái bát này lắp vào thùng này để cho anh em chơi đâu. Đây anh em yên tâm về những cái cặp loa bên em sử dụng anh em nhé, cực kỳ xịn sò cho anh em chơi. Anh em có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ anh em nhé. Ok anh em.